làm một cái bẫy chè hoặc là cái bẫy trong ảo thì rất là đơn giản. Hôm nay tôi sẽ chế cái bẫy này là chế một cái bẫy vàng mà bẫy không cần chim mồi. Trước tiên là tôi ấn cái khung, tức là cái cung của nó, một cái bàn sập và một cái bàn ở bên dưới để hai đi đồ đi nhau. Cũng có một cái thanh này là thanh 1 mét, thanh này là thanh 1,5 mét đấy, và vẫn cái khuy á. Trước tiên là ta vẫn cái khuy. Cái này quy này là nó cùng chiều nhé. Đấy, cùng chiều lắm. Đấy, cùng chiều. Sau đấy tao uốn cái khuyết. Cái khuyết này là để cho để lò xo. Nhớ uốn ngược nhau nhé. Hai bên ngược nhau. Đoạn này đổ 4 phân. Này 4 phân. Đấy, sau khi quấn hai bên thì nó thành như thế này. Đây là sắt khung, 33 phân, đùa đây, tôi làm khung bằng sắt 6, một sắt 6 sau hàng, cái đầu sau hàng, đây sau sẽ cho vào phòng sẽ sắt, rồi là đến phần quấn lò xo, đấy, quấn lò xo thì dùng cái thép, cái cáp này, 0,5 ly. Và uốn là xoa mỗi một cái là 1 chiều. Cái trước này tôi uốn là ngược chiều kim đồng hồ rồi, uốn cái này là phải xuôi chiều kim đồng hồ. Cách ra 10 phân, uốn hồ 15 vòng.
sau khi quấn xong thì ta để vào đây, ta cắt vào đi đến đây. Đầu này là cái đầu để sập vào chốt này. Còn đầu này là để xuyên vào đây. Được. Rồi. Rồi trước tiên đây là cái thanh xương của nó, bằng thép 6 á. Cút vào đây. Cút cái thép này, là thép bàn bên dưới nhé. Cút sau là xo này. Này ở phía bên này. Cái này ở phía bên này. Trong ngoài cùng cho cái bàn sập. Đấy, sau đó tốt nữa hay đây. Khi sập xuống được nhưng mà nâng lên này là không được. Khi hàn khung và hàn móc xong thì hình dạng cái bẫy nó như thế này, các bạn thì biết rồi. Nên tôi tự làm để xem nó có đạt được kết quả không. Rồi, tôi hàn hết là làm sắt, đây là móc này. Bên để xóa cái cần xào, bên là móc, đây thích móc. Nhưng mà thường thường bẫy chim chè thì ta bẫy ở dưới, đặt ở dưới mặt đất. Đấy, hình dạng nó như thế. Làm để chiều đi bẫy xem. Được. Chiều làm tiếp, bây giờ tôi đi kiểm tra cái bẫy lúc sáng, bẫy xem có chim nào nó vào không nha. Sau 2 ngày làm thì tôi đã làm xong cái bẫy bàn 2 cánh. Đây. Cái bẫy rồi. Bẫy bàn 2 cánh để bẫy trò màu hoặc là chích chòe. Bẫy là không cần mồi mà ta cho cái con sâu hay là hoa quả vào này nhá. Cũng như các bạn đã từng làm đấy, hoặc người ta bán ở trên mạng này. Khi sắm đây thì ở đây có cái chốt để giữ, không bao giờ lấy lên được. Bên này thế. Thử đây. Để mở cái khuy này đây. Mớm đâu đấy, sau đấy thì ta đặt hoa quả hoặc là đặt con sâu ở đây, con sâu đây là hoa quả rồi nha. Đây ví dụ như thả cái bật lửa này, cái con chim sập luôn ở bên này không sập đấy. Ok. Nhảy vào phát là ok, dính luôn.
nhạy. Không đi đánh thì ta gấp nó lên, móc lên cụt trong vận chuyển. Cái này là có cái chân để nó không đổ được, cân nhá. Tổng trọng lượng cái này là 1 cân 6 lạng rưỡi, 1 cân 6 lạng rưỡi. Cái tính mua sắt 20.000 một cân, tức là 1 cân 6 là vào 32.000 với lại 3.200 nữa, 35.000. gọi là 35.000 đi 20.000 tiền lưới là 55.000, không kể công tôi gọi là mất 60.000 đi, chưa có công hoàn nha, mất là 60.000, là mất 60.000 tiền vật liệu chưa có công. Nếu mà làm quen thì chắc một ngày thôi, đây tôi làm 2 ngày mới xong. Để mai đi bẫy xem nó có hiệu quả không.